Thưa quý vị và các bạn, cách đây 73 năm, ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc để động viên đồng bào chiến sĩ phát huy truyền thống thi đua yêu nước, giải quyết những nhiệm vụ cấp bách của cách mạng. Hưởng ứng lời kêu gọi của người, quân dân ta đã đồng lòng vượt qua mọi gian khổ, giành thắng lợi trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Nhân ngày truyền thống thi đua yêu nước, chúng ta cùng nhìn lại kết quả của phong trào này trong những năm qua của tỉnh Hưng Yên. 73 năm qua, phong trào thi đua yêu nước trên cả nước cũng như tại tỉnh Hưng Yên được phát động, triển khai dưới nhiều hình thức, thực hiện những nhiệm vụ chính trị khác nhau qua từng giai đoạn. Tất cả đều nhằm một mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Điều này được thể hiện cụ thể, rõ nét nhất qua các phong trào thi đua ở từng ngành, từng lĩnh vực khác nhau, từ kinh tế đến văn hóa xã hội. Tiêu biểu phải kể đến như phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã xuất hiện hàng nghìn tập thể cá nhân thi đua làm nhiều việc tốt. Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã được tỉnh ủy và các cấp ủy đảng trong tỉnh chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện trở thành việc làm nề nếp, thường xuyên trong công tác xây dựng đảng. Từ đó tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, tạo nên phong trào thi đua yêu nước mang lại cái hiệu quả thiết thực, tạo sức lan tỏa, sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hai năm qua, khi đại dịch COVID-19 bùng phát, càng khó khăn, chúng ta lại càng thấy tinh thần thi đua yêu nước được phát huy và lan rộng ra toàn xã hội. Người người, nhà nhà, ngành ngành trong tỉnh cùng chung tay tham gia vào một mặt trận chống dịch. Nhớ lời kêu gọi thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh càng làm cho mỗi chúng ta trân trọng và ghi nhớ công lao của biết bao thế hệ cha anh đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của dân tộc. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cũng là một cách để mỗi chúng ta thực hiện lòng thi đua yêu nước của mình. Cho dân tộc Việt Nam.